Xin chào anh chị em, cô chú và các bạn. Thì chào mừng mọi người đã quay lại với trung tâm xe máy Thành Tâm. Thì hôm nay Thư cũng vẫn sẽ giới thiệu và báo giá cho các bạn về cái mẫu xe mà kế bên đây Thư đây, thì các bạn nhìn thì chắc hẳn là sẽ không xa lạ rồi đúng không? Thì đây là mẫu Vario 2018 nha các bạn. Thì Vario thì nó chia ra thì hai mẫu, như là từ 2018, 2017 trở về trước á, là thuộc dạng là dòng Vario mẫu cũ. 2019 đến 2020 là thuộc dạng là Vario mẫu mới này. Thì kế bên Thư đây là 2018 dòng Vario mẫu cũ. Thì mời các bạn đi một vòng nhìn lại gần để tham khảo cái con xe này nó mới như thế nào nha. Thì cái con xe này ở bên Thư là Vario, tông nó sử dụng là tông màu đen luôn nha các bạn. Thì các bạn nhìn đen bóng. Phía trước mặt xe này đi viền thì sử dụng là đen bóng. Đây, mặt này là đen bóng, nhưng mà nếu mà các bạn nhìn kỹ thì cái này á là đen, không phải là đen quyền, đen mà nó pha màu xám xám á các bạn. Nhìn sơ ngang với ánh đèn thì nó sẽ là tông màu xám xám. Nhìn nó phối hợp hai màu rất là đẹp mắt nha. Thế như này là chắc người ta kêu là đen mờ. Xuống dưới cái mỏ dè xe vẫn là cái tông màu đen xám xám này. Xuống dưới phuộc mâm thì là thuộc về tông đen quyền, sử dụng tông đen quyền. Nhìn cái phong cách cái con xe này, cái tông màu nó nhìn nó mạnh mẽ lắm các bạn. Dĩa thắng dĩa còn nguyên, phuộc ốc heo dầu thì nó không bóng loáng lắm, nhưng mà ốc còn zin luôn, chưa có tháo lắp gì hết các bạn. Dòng về phía sau dàn áo tem Honda, logo Honda. Ở đây cũng sử dụng cái tông màu đen mờ, đây là đen nhám. Dàn áo phía sau logo Vario thì nó đâu có khác gì đâu, thì Thư chỉ quay cho các bạn xem là cái con xe này nó mới. Theo như Thư đánh giá thì nó mới tầm 95% sau bao nhiêu năm sử dụng á, thì cái độ hao mòn nó chỉ có 5% thôi các bạn. Đây, xuống đây là Oppo, có chạy nhẹ một chút xíu thôi, nhìn sẽ không thấy kỹ, nhìn kỹ mới thấy thôi chứ nhìn sơ qua không thấy đâu. Ốc dàn chân sao ốc ác còn nguyên si, nó Thư mới có vệ sinh thôi chứ không có làm bóng hay là thay đổi gì về cái con xe này hết. Dòng qua bên phải thì đây thì cũng là dàn áo sử dụng cái tông màu đen mờ, các bạn nhìn chắc nó sẽ ra màu hơi xám xám đấy các bạn ơi. Xuống đây lọc gió và nồi thì là đen quyền luôn các bạn, không chày, sơn zin, phuộc đen bóng sáng. Nói chung là không, xe này thì nó không có bị va chạm gì, chỉ là chạy thì nó hao mòn theo thời gian vài năm, 1-2 năm nay, từ năm 2018 tới nay rồi, thì cái độ hao mòn nó khoảng 5% thôi, thì nó không có là đáng kể. Cái con xe này thì ốc đô của nó để chơi chủ trước ta chạy được bao nhiêu rồi nha, 10.000 nha các bạn. Ốc đô của con này là 10.000. Những cụm con tắc rồi đây còn nguyên, có mờ một chút xíu thôi. Thì đây là cái mẫu Vario này thì nó không có gì xa lạ rồi đúng không? Thưa chỉ quay cho các bạn xem á là con xe này nó đẹp bao nhiêu phần trăm, nhìn dễ cận cảnh cái con xe này để các bạn dễ lựa chọn hơn thôi. Chứ cái mẫu Vario là cái mẫu xe quốc dân rồi, sẽ không nói nhiều về cái mẫu xe này đâu. Và hiện tại thì cái mẫu Vario này là được khách hàng rất là lựa chọn nhiều luôn. So về mẫu mã thì được khách hàng lựa chọn, và giá cả thì nó cũng thư theo như Thư đánh giá thì nó nhỉnh hơn cái mẫu mới luôn á các bạn. Nhưng mà hiện tại thì cái con xe này bên Thư bán với giá là 49 triệu, Thư sẽ báo thẳng là 49 triệu luôn nha các bạn. Mọi thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thông tin chi tiết gì về cái con xe này, kể cả những cái chế độ bảo hành hay trả góp, thì các bạn cứ inbox hoặc là alo về cho Thư cái số điện thoại phía dưới phần mô tả nha. Xin chào và hẹn gặp lại với các bạn video sau.